rất nhiều. Sao về được làm Hà Nội liêu xiêu, nhung giàu có với tâm thân mi miêu. Sao đầu óc chẳng ý thương bao nhiêu, dường khắp nơi đâu cũng hiểu. Ai cũng muốn Covid mau tan tiêu, dự lúc an yên sớm chiều. Nhung về làm phố trùng bánh cô liêu. Sai lầm lớn nhất nhưng mang trong cuộc đời là không cách ly khi mang trong bánh rơi. Làm chiều trái tim âu lo trong tơi bời. Hà Nội bao đêm buồn thiếu không ngủ nổi. Giờ đây nhung đã cách ly với thế giới rồi. Mọi người muốn lo chăm sóc bản thân thôi. Cùng nhau quyết tâm chiến thắng dịch bệnh phổi. Bước theo bước nhung sẽ gây đớn đau buồn.